Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hóng Game 247, nội dung được cập nhật hàng tuần trên kênh YouTube ND Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tin đồn và những thông tin rò rỉ mới nhất về GTA 6, tựa đề game được mong đợi nhất mọi thời đại. Rockstar Games vẫn đang giữ kín mọi thông tin, nên chẳng có gì là lạ khi mọi người đang sốt ruột và bàn tán xôn xao. Vậy thì dựng thẳng ghế lên, cùng nhau khám phá những thông tin mới nhất về GTA 6 nhé! Đầu tiên, những đồn đoán về bối cảnh và địa điểm. Một trong những khía cạnh được bàn tán nhiều nhất về GTA 6 là bối cảnh. Dù Rockstar chưa lên tiếng xác nhận, nhưng nhiều người tin rằng trò chơi sẽ quay trở lại Vice City huyền thoại, lấy cảm hứng từ thành phố Miami sôi động. Những hình ảnh bị rò rỉ cho thấy một khu phố sầm uất với những bãi biển ngập tràn cây cọ, gợi nhớ đến địa điểm yêu thích này. Tuy nhiên thì có những tin đồn về khả năng có hai thành phố và thậm chí có thể vượt ra khỏi biên giới Hoa Kỳ. Chỉ có thời gian mới biết được chuyến phiêu lưu tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra ở đâu. Thứ hai, những tin đồn về nhân vật cũng như cốt truyện. Thông tin về nhân vật và cốt truyện vẫn còn rất khan hiếm, nhưng một số chi tiết hấp dẫn đã xuất hiện. Tin đồn cho rằng là chúng ta có thể có hai nhân vật chính để chơi được trong lần này. Một người đàn ông tên là Jason và một người phụ nữ tên là Lucia. Thân thế và động cơ của họ thì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng sự hiện diện của họ có thể thêm một động lực mới cho câu chuyện. Ngoài ra, một số rò rỉ gợi ý về một câu chuyện khám phá tội phạm có tổ chức trong thời hiện đại có thể đi sâu vào mặt tối của thành phố được chọn. Thứ ba, những đồn đoán về cơ chế và tính năng của gameplay. Mặc dù vòng lọc gameplay cốt lõi của GTA được kỳ vọng là sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng những tin đồn về tính năng mới thú vị đang thu hút sự quan tâm của chúng ta. Đoạn phim bị rò rỉ cho thấy khả năng bơi dưới nước, thêm một chiều mới cho việc khám phá và có thể ảnh hưởng đến các nhiệm vụ. Ngoài ra, tin đồn nhắc đến cơ chế leo trèo mở rộng, cho phép người chơi leo lên các tòa nhà và di chuyển trong môi trường với sự tự do lớn hơn. Những cải tiến này, nếu đúng, có thể tác động đáng kể đến những trải nghiệm trong thế giới mở. Và cuối cùng thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi, chúng ta hãy cùng nhau hóng. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn đừng có nóng nhé. Phải nhớ rằng không phải lúc nào thông tin rò rỉ cũng đúng là những nội dung chúng ta sẽ được thực sự trải nghiệm. Chỉ khi nào game chính thức ra mắt thì chúng ta mới biết chính xác được mà thôi. Mặc dù những thông tin về thời gian ra mắt chính thức của GTA 6 vẫn còn rất xa vời, nhưng những thông tin đồn đoán và rò rỉ đã mang lại một cái nhìn hấp dẫn về những gì Rockstar Games có thể đang ấp ủ. Với mỗi thông tin mới thì sự hy vọng của chúng ta ngày càng tăng và những khả năng cho phần tiếp theo trong thương hiệu huyền thoại này dường như là vô tận. Vì vậy, hãy tiếp tục suy đoán, thảo luận và phân tích những thông tin có trên mạng. Rốt cuộc thì việc chờ đợi GTA 6 cũng là một phần của cuộc hành trình và biết đâu những khám phá thú vị đang đợi chờ chúng ta ở phía sau. Các bạn nghĩ gì về những tin đồn rò rỉ mới nhất của GTA 6? Tính năng nào khiến bạn cảm thấy hào hứng nhất? Đừng quên ấn like và subscribe để xem thêm những nội dung về game nhé!